Ngồi xuống đây. Dạ. Bây giờ hai đứa bay làm sao? Có yêu nhau thật sự hay không? Đó. Rồi bây giờ lỡ có thai nè, tụi bay tính sao với đứa con này? Dạ. Thai được mấy tháng? Dạ tụi con yêu nhau thiệt lòng chứ ba. Rồi có tính tới đường cưới nhau hay không? Hay là chỉ là quen bột bạch vậy thôi? Tụi con cũng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Hả? Nhưng mà hai đứa tụi con biết tin có thai á, cái tụi con cũng sốc lắm luôn á. Cái không biết xử lý làm sao hết nên mới hỏi ý kiến của nội ba mẹ. Bây giờ tụi bay đi khám chưa, rồi bác sĩ nói làm sao, thai kỳ nó như thế nào, được mấy tháng mấy tuần, nói cho gia đình người ta biết. Dạ khám rồi ba, được 5 tuần, tim thai tốt lắm ba. Người ta nói á là hả 2 tuần nữa là hẹn đi khám cái gì nữa ba. Nói chung là hả cái con trong bụng đang thanh tốt lắm ba. Ý kiến của tôi vẫn như trước, không được bỏ cái thai này. Vậy đó, giờ ai quyết gì quyết. Còn nếu cần thiết, con gọi điện thoại cho Đăng Thanh. Dạ. Gọi liền, để nó trả lời, nó nói chuyện với cả nhà. Mẹ, mở loa ra cho cả nhà nghe, con nó nói chuyện sao. Dạ. Alo, sao mà hỏi vô hoài á? Bị gì vậy? Hỏi nó coi sao vậy? Em sao hôm nay em hẹn qua nhà nói chuyện với bà nội với ba mẹ, sao em không chịu qua vậy? Ủa? Em có hóa hả? Chết rồi, nhậu xỉn quên mất tiêu rồi. Quên rồi. Cái gì? Nhậu nữa hả? À chắc là giả bộ uống nửa lon rồi hô hào cho nó khí thế đúng không? Chứ làm gì em biết nhậu. Đúng đó, bữa nay em uống 3 lon luôn á. Nhiều gặp mấy đứa bạn cũ không mấy á, ngày mai em rảnh không? Để anh qua anh rước em á, qua nói chuyện với bà nội với ba mẹ nha. Mệt quá, mệt quá. Đó đã thôi đó. Em đã nói rồi, chuyện này là phải giúp kính. Giờ biểu gặp, nói gì? Chứ không qua đâu, không qua đâu. Qua nói chuyện với bà nội với ba mẹ anh. Nói chung là bà nội với ba mẹ anh á, chỉ muốn biết á, là em muốn cái gì thôi à. Bà nội, anh thương anh lắm. Qua nha, qua nha. Được rồi. Mệt quá. Mai qua chở em. Với lại gửi lời xin lỗi gia đình giùm em nha. Bye bye. Bye em. Ngủ ngon nha. Con gái con lứa gì biết mình có bầu mà không giữ gìn sức khỏe mà đi nhậu vậy đó hả? Bây giờ á, mình suy người, mình nghĩ tới ta một chút đi nha. Nó còn nhỏ mà. Nữa mẹ cứ nói nó còn trẻ nhỏ mà. Bây giờ mình cứ từ từ mình khuyên, bây giờ mình chưa gặp mặt phải gặp mặt đi. Mình tiếp chuyện đi rồi mình mới đánh giá con người qua làm sao. Nghe. Nhưng mà cái này vẫn là cái điểm trừ rồi đó nha con. Dạ. Đây là điểm trừ nha. Hay quá à, giờ này mà còn đọc sách được kìa. Ngồi nói chuyện với em, ngồi nói chuyện với em không có đọc sách gì chừng. Nhìn lên. Cái gì? Anh nói cho em biết đi. Tại sao lúc nào á em làm cái gì mẹ cũng có ý kiến hết trơn vậy? Em thấy á, chuyện gia đình mình mẹ luôn là người thứ ba xen vào ý kiến ý cò, làm bao nhiêu chuyện dở tung ra hết trơn. Ở trong nhà này mẹ là người lớn nhất thì chắc chắn mẹ phải có ý kiến rồi. Làm sao mà em nói mẹ là người thứ ba được? Rồi lỡ một ngày nào đó em cũng sẽ bị coi là người thứ ba thì sao? Không nghe, đây là gia đình của em, cho nên em không thể nào là người thứ ba được. Rồi tới một ngày nào đó, em thử em đặt em vào vị trí của mẹ đi. Rồi em sẽ thấy con dâu em nó sẽ nói em như thế nào, em cũng vậy sẽ là người thứ ba. Lúc đó là anh nghĩ là em còn khó gấp 10 lần mẹ bây giờ nữa. Không bao giờ. Bởi vì em là người phụ nữ hiện đại văn minh, hiểu chuyện. Cho nên á, em không bao giờ xen vào chuyện của con cái mình. Không phải áp đặt như kiểu của mẹ đâu. Ừ, em nói hay lắm. Để tới lúc đó đi rồi anh coi. Em đã từng hỏi thằng con trai em là à tôi biết có yêu nhau hay không, và tôi biết xử lý cái bầu đó như thế nào hay chưa. Em có hỏi nó chưa? Nhưng mà em muốn cưới với thằng Tom á, là một đứa con gái phải nết na, phải thùy mị, phải hiểu chuyện. Chứ không thể nào cưới một đứa con gái mà chỉ biết ngông ngông ăn chơi hoài như vậy được. Em nhớ ra cho kỹ đi. Hồi trẻ tụi mình á còn bứt phá giới hạn cỡ nào, đừng nói tới mấy đứa nhỏ bây giờ. Tại anh dụ dỗ tôi chứ bộ. Phải rồi, em lúc nào cứ nghĩ em là một người hiền lành để cho người ta dụ dỗ. Còn anh là một cái người xấu. Ok, anh là kẻ xấu. Em nên nhớ kỹ nha.
Em đừng nên bao giờ đánh giá một người con gái qua cái chuyện mà người ta đã từng ngủ với bạn trai, hay người ta lỡ có bầu trước với bạn trai. Nói đi nói lại, anh cũng bênh vực nó à. Nhưng em nói rồi đó, không có dễ dàng làm con dâu em như vậy đâu.